tăng gấp 4 lần vitamin C cực kỳ đơn giản cho dịp Tết bận rộn này. Có ai ở đây nghe tới nước ép cà chua thần thánh chưa? Dân trời Italian chân chính thì không thể không biết được. Như các bạn đã biết, ổi là một trong những loại trái cây thông dụng và là nguồn nguyên liệu cung cấp nhiều vitamin C nhất, và dứa cũng như vậy. Nên là hôm nay mình mix ổi, cà chua, dứa vào cùng một cốc nha. Nguyên liệu chúng ta cần có: 2 quả ổi, 2 quả cà chua, 2 miếng dứa. Giúp da trở nên mịn màng, trắng hồng, giúp chống lại ánh nắng, giúp da bớt sạm nám khi vào mùa nóng, cung cấp một lượng vitamin C cho cơ thể, giúp tăng cường sức khỏe, phòng chống ung thư, giảm cân hiệu quả. Sự kết hợp vô cùng ăn ý của ổi và cà chua mang lại một ly nước ép ngọt thanh, rất dễ uống. Bí kíp của sự trong trẻo không phân tầng này là em máy ép chậm KFG4411 này nhé. Cho mình quảng cáo 1 giây thôi, uống xong lại phải đi dọn nhà đón tiếp đây này.